Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện đang điều trị khoảng 70 bệnh nhi. Chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay, số ca mắc bệnh gia tăng từ 300 đến 400% so với cùng kỳ năm trước. Đa số bệnh nhân nhập viện với tình trạng nặng, từ độ 2B nhóm 1, 2B nhóm 2 trở lên. Trước khi nhập viện là hai đêm bé giật mình, ré lên khóc rất là to. Bé đang trong độ tuổi màu răng nên là em cứ nghĩ là bé bị sốt màu răng. Với lại là tháng trước bé có bị viêm phổi á, em cũng nghĩ là bị tái lại viêm phổi chứ không nghĩ là con mình bị chân tay miệng. Hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về mặt cơ sở vật chất thì đã có một khu riêng dành cho bệnh nhân tay chân miệng và bệnh nhân tay chân miệng nặng, một đơn nguyên riêng. Về vấn đề thứ hai là vấn đề thuốc men trang thiết bị thì Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là cơ sở có đầy đủ các cái trang thiết bị cũng như là thuốc để theo dõi và điều trị bệnh tay chân miệng này, là đơn vị duy nhất trong tuyến tỉnh có gamma globin để cấp cứu bệnh nhân tay chân miệng nặng. Bệnh sốt xuất huyết cũng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 750 ca mắc, trong đó có một trường hợp tử vong, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, chảy máu liên tục. Thì hiện trong khoa là có gần 10 trường hợp, trong đó có vài 3 trường hợp đã đi vào sốc. Theo như dự đoán của chúng tôi thì năm nay mới đầu mùa mưa mà đã có những cái trường hợp mắc sốt huyết này rồi á, thì tôi nghĩ năm nay diễn biến cũng sẽ là phức tạp, kèm theo một cái dịch chân tay miệng đang có thể nói là đang phát triển rất rầm rộ. Khoa nhi thì khoa nhi cũng là có một cái dịch bệnh sốt huyết cũng cần được phải lưu ý. Trước diễn biến phức tạp của các loại bệnh truyền nhiễm, ngành y tế tỉnh đang tăng cường giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm, cách ly khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch, tăng cường nhân lực, đảm bảo kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế cho hệ thống y tế dự phòng các cấp, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân. Vệ sinh môi trường, vệ sinh hoàn cảnh tất cả mọi thứ, và khi có trường hợp sốt phải đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Thứ hạn chế mà chúng ta chỉ tăng cường công tác phòng chống dịch thôi. Và thứ hai, công tác điều trị, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả dứt điểm. Cùng với nỗ lực của ngành y tế, mỗi người dân cần nâng cao hiểu biết về bệnh truyền nhiễm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh, chủ động tiêm chủng đầy đủ các mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng và theo khuyến cáo của ngành y tế.